gì vậy? Cái bài người ta đàng hoàng lịch sự hay ho như vậy mà mới nói diễn cái gì kỳ cục vậy hả? Chú diễn tàu lao. Chú ấy sao tôi không diễn vậy chú muốn diễn gì sao đi diễn với tôi được? Anh nói mày chú mày mạo mà chú nói rằng chú nói là bây giờ là chú hát nhau tôi con diễn y nhang vậy. Đúng rồi y nhang mà không phải vậy. Ôi mày chú nói chú không như vậy hết trơn á thì có nói chú là người đúng nhó luôn á. Đúng nhó luôn á. Nó nói gì vậy? Có nói gì đâu. Nó chửi chú chó. Ê đứng đây. Mày không có hổn nha con. À, không, ý con không phải là vậy. Ý con không phải là nói nhúng nhó. À. Nhưng mà ý con nói là nhúng là dạng giống như là người sao? Mà nói nhiều. À rồi. Có nhiều. Chú nhiều à. Con hiểu rồi. Có nhiều. Thằng bạn con á, ý nó nói á, chú không phải là chó thường mà là chó bị điệu. Trời ơi mày nói chó. Trời ơi nè. Mày nói cho rõ ràng tao đánh mày chết.